Tiểu nhân biết Nhạc Thiếu Bảo suốt đời trung nghĩa, tận trung báo quốc, thiên hạ đều biết. Tiểu nhân biết ông bị hàm quan tủi nhục, nhưng vì trách nhiệm khó từ. Ta cũng biết chư vị khó xử, mời đứng dậy. Dạ. Đưa ta đi đâu? Phong Ba Đình. Quý công tử và Trương tướng quân đang trên đường đi. Dẫn đường. Dạ. Nè, chết rồi. Cái gì vậy? Ba Nhân Phi cùng Nhân Dân Trương Hiến đã bị Tần Cối áp giải rồi. Tần Cối rất có thể đêm nay hạ thủ. Vậy tính sao đây? Người duy nhất có thể cứu được chỉ có một người thôi. Ai vậy? Đó là đương kim hoàng thượng. Đánh hồi nãy tới giờ thì biết hôn quân ở đâu nữa. Vậy tính sao đi chứ hả? Bất cứ giá nào phải kiếm được tên hôn quân đó. Được. Nhà Long, qua thôi kìa. Hoàng thượng lại đi chỗ đi mà nguy hiểm lắm đó. Ngưu Tông, người đâu? Hộ gia, hộ gia mau lên, hộ gia, hộ gia. Mấy tên giặc mướn này tránh ra, tránh ra. Ngươi làm gì? Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Ngươi điện hạ? Kẻ hạ không phải là điện hạ Kim Quốc, chỉ là con trai của Lục Đăng tướng thủ hộ An Châu năm xưa, tên là Lục Văn Long. Văn Long? Tôi biết phạm tội khi quân chắc phải xử chết, nhưng tôi hỏi ngài, sao ngài lại hạ chỉ giết Nhạc Nguyên Soái? Cái gì? Tần thừa tướng muốn giết Nhạc Phi. Tần Cối đã áp giải Nhạc Nguyên Soái ra Phong Ma Đình rồi, còn định giết trong đêm nay nữa. Chuyện này đều do Tần Cối lộng quyền, trẫm đây thật không biết gì cả. Thật ra Nhị Thánh đã chết ở nước Kim từ lâu rồi. Hoàng thượng thật ra đâu cần phải lo ai chiếm đoạt ngai vàng. Nhân Lâm từ nhỏ đã trưởng thành ở nước Kim, thừa biết người Kim lật lòng, không bao giờ tuân theo hòa ước đâu. Nếu Nhạc Nguyên Soái chết rồi, thử hỏi ai ra chống đỡ quân Kim cho ngài đây. Hoàng thượng, đừng chần chờ nữa, Nhạc Nguyên Soái nguy lắm rồi. Hoàng thượng phải đi Phong Ba Đình ngay lập tức. Người đi, đi. Người đâu? Khởi giá. Dạ. Trẫm phải đích thân đi Phong Ba Đình. Ngồi đây. Mà tướng Hồ Giá bắt tài khiến hoàng thượng kinh hoàng, tội đáng sẽ chết. Trẫm phải lập tức tới Phong Ba Đình ngay. Mau Hồ Giá cho trẫm đi. Không thấy đâu hoàng thượng à? Mà tướng thừa lệnh của thằng thừa tướng bảo vệ hoàng thượng, không được rời hoàng cung. Cả gan. Mày muốn phản nghịch chứ? Mà tôi không dám, mà tôi chỉ thừa lệnh hành sự thôi. Khốn kiếp! Tất cả cái này, cấm bất ai rời khỏi hoàng cung. Văn Long, Hộ Giá hoàng thượng tới Phong Ba Đình ở đây giao cho ta. Ngưu Thông, đi! Hoàng thượng, mời! Được, không được đi! Ah!
Chà, con đã tặng hết khả năng. Cha đang buồn con. Thừa tướng có lệnh cấm nguyên soái ra khỏi phủ. Mời nguyên soái hội phủ. Hả? Ta là binh mã đại nguyên soái. Ai mà dám cản ta, kẻ đó sẽ chết. Đi. Sự ngươi có gì trăn trối không? Muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều nữa. Còn hai người chứ? Tần Cối, ngươi hòa quốc ương dân, ta hận lột da ngươi, chặt ngươi từ gốc. Đúng vậy, dù ta có trở thành ma, ta sẽ theo mãi như ngươi để kéo ngươi xuống đất. Toàn lời xàm nhảm, chết tới nơi rồi còn không chịu hối cải hả? Tần Cối, nhà phi ta thù hằn gì với ngươi hả? Tại sao lại ám hại ta? Mối thù giữa ngươi với ta rõ ràng là không lường được. Năm xưa mối thù giết con ta, hôm nay ta trả được. Nhạc Phi, người dám chống với ta hả? Ta hảo tâm nhất thời. Nếu năm xưa ta không cứu người thì đâu có kết quả như ngày hôm nay. Vậy thì phải trách ngươi tự làm phải gánh chịu, còn oán than gì nữa. Nhạc Phi, ngươi còn cười được nữa sao? Đời Nhạc Phi không thể như núi sông, tại sao không cười được chứ? Bây giờ đang suy nghĩ, khi nửa đêm ngươi tỉnh giấc, bận biểu suy nghĩ cách nào đi ám hại kẻ khác cùng với chuyện bán rẻ lương tâm, thì ngươi không thể nào cười lớn như lúc nãy được đâu. Được vua thua giặc, bất luận ngươi tự biện như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết trong bàn tay Tần Mậu Nhân của ta. Thiên địa chiêu chiêu. Tần Cối, tuy hôm nay ngươi giết ta, nhưng sau này ngươi khó tránh khỏi muôn dân oán trách. Tần Cối ta vinh quang suốt đời, ai dám oán trách ta? Ta giết không ta. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có thể giết được bao nhiêu? Ta thấy ngươi sắc dâm quang đàn, thực tế ngươi vô lương tâm. Tuy hôm nay ngươi giết được ta, nhưng suốt đời ngươi giết không được chính lương tâm của ngươi đâu. Ý miệng. Người đâu, chuẩn bị anh lên. Thưa mẹ, hài nhi bất hiếu, chưa thỏa mãn gì huống của mẹ được. Tình trùng báo quốc, đánh đuổi quân thù. Hành hành. Cha, con đi trước cha một bước. Nguyên soái, mạc tướng sẽ gặp ngài dưới lòng đất. Trường Hiên, tới phiên ngươi rồi. Dừng ta lại. Nhạc Dân. Nhạc Hiên đệ. Hàng đại ca, ngày hôm nay đệ bị hành quyết, huynh không nên tới đây. Không được, huynh sẽ nói chuyện đạo lý với Tần Cối. Tần thừa tướng, cha con Nhạc Phi trung thành cẩn cận, tại sao không phải xử vậy chứ hả? Nhạc Phi tạo phản, tội ác thao thiên,
tội đáng xử chết. Ông có bằng chứng gì không? Không, nhưng nhà phê quả thật tạo phản chứng cớ không cần có. Xin hỏi thừa tướng, 3 tiếng không cần có, làm sao giả phối thiên hạ đây? Ta thừa lệnh hoàng thượng xử án, không liên can gì tới thiên hạ. Nhưng mà không có bằng cớ. Xin hỏi thừa tướng một câu, xử bằng quốc pháp rồi chứ hả? Khỏi cần nói nhiều, lệnh vua đã sẵn. Quân xử thần tử, thần bất tắc bất tử. Hàng nguyên soái, nếu ông còn lôi thôi thì bổn thừa tướng xử ông về khi quân chí tội. Tới lúc đó đừng có trách bổn thừa tướng vô tình. Ông, Hàng đại ca, Hàng đại ca, lệnh vua không thể kháng cự, năng đỡ giải một của huynh, kiếp sau đệ sẽ đáp được. Nhạc Thiên đệ, tướng già hạ quan giao trận nên hành hình. Dạ tướng già. Hoàng thượng à, hoàng thượng. Nên bảo hậu trọng lòng thể. Bảo trọng hoàng thượng à. Cầu phát sung cung.